Một tàu cá cùng 3 ngư dân vừa được đưa về bờ an toàn vào tối 7 tháng 4 năm 2022. Tàu cá này bị hư hỏng khi đang đánh bắt cá ở vùng biển trong quần đảo Hoàng Sa. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 5 tháng 4, tàu cá gồm 3 ngư dân do ông Lê Văn Thọ, 49 tuổi, ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng. Khi đang làm nghề ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Đá Lồi khoảng 6 hải lý về hướng Nam, thì tàu bị hỏng hộp số. Tàu mất khả năng điều động, trôi dạt dưới điều kiện thời tiết gió mùa tăng cường. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 3-4 mét. Thuyền trưởng Thọ cùng các ngư dân nỗ lực sửa chữa khắc phục sự cố nhưng không thành công. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, thuyền trưởng báo nạn về bờ. Lúc này, khu vực không có tàu thuyền qua lại, thời tiết chuyển biến ngày càng khắc nghiệt, tiềm ẩn nguy cơ gây chìm tàu. Các ngư dân mệt mỏi, hoảng loạn sau nhiều giờ chống chọi với thời tiết xấu và lương thực, nước ngọt trên tàu đã cạn kiệt. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã điều động tàu SAR-412 khẩn trương rời Đà Nẵng đi cứu nạn. Đến tối ngày 5 tháng 4 thì tiếp cận được tàu bị nạn, đưa 3 cư dân sang tàu SAR-412 để chăm sóc, đồng thời chống chìm cho tàu cá và làm dây lai dắt. Do sóng to gió lớn, công tác lai dắt tàu cá về bờ gặp nhiều khó khăn, tốc độ di chuyển chậm để đảm bảo an toàn cho tài sản của ngư dân. Sau 2 ngày cứu kéo, đêm 7 tháng 4, tàu cứu nạn SAR-412 mới đưa được tàu cá về bờ.